hậu trường không đỡ được của Chipu và dàn tỷ tỷ trong Hương vị Trung Hoa. Chipu đã chia sẻ một video hậu trường thú vị cho các tập phát sóng 1 và 2 của chương trình Hương vị Trung Hoa. Video này tiết lộ những khoảnh khắc đáng yêu và hài hước trong quá trình ghi hình. Trong đoạn video, Chipu được thấy đang chụp ảnh poster cho tập 2. Cô nàng trông rất đáng yêu và tươi tắn. Tiếp theo là cảnh Chipu thưởng thức một bữa ăn nhẹ. Không biết liệu cô ăn thật hay chỉ để chụp hình, nhưng Chipu đã không cưỡng lại được hương vị thơm ngon của món trà. Đoạn video tiếp theo ghi lại một phân đoạn vui nhộn khi Chipu và đang chuẩn bị cho cảnh xịt chống nắng. Thái Thiếu Phân, một thành viên trong đội đã giúp Chipu xịt chống nắng lên mặt. Cảnh này khiến mọi người cười thả ga. Cuối cùng, trong phần cuối của video, mọi người đã có một buổi trò chuyện thú vị sau khi kết thúc quay. Cuộc trò chuyện xoay quanh việc ai là gián điệp trong nhóm. Mọi người đã nhầm tưởng Cung Lâm Na là gián điệp và có một màn giận hờn Chipu đáng yêu. Video còn ghi lại cảnh Chipu thưởng thức kem trên bãi biển, tạo nên một hình ảnh tươi mát và thư giãn. Những hình ảnh và khoảnh khắc trong video hậu trường này đã làm cho fan hâm mộ thêm phần thích thú và mong chờ những vlog tiếp theo của chương trình Hương vị Trung Hoa. Hãy subscribe.